mến, để làm ra một chương trình như thế này thì cần rất nhiều người. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình VTV3. Xin trân trọng cảm ơn công ty Đông Tây Promotion. Và xin dành lời cảm ơn đặc biệt cho nhãn hàng Vifong đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị thân mến, mùa 1 đã kết thúc tại đây ngày hôm nay. Anh em cũng rất là lưu luyến với nhau, và kể cả anh em ở đây cũng đang lưu luyến với nhau. Thì không biết có mùa 2 không? Điều đó sẽ chờ vào tương lai. Thưa quý vị, không có con sông nào chảy dành cho chính nó, cũng không có đóa hoa nào được nở để dành cho chính nó. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Xin hãy nhớ, đây là chương trình Hành Trình Rực Rỡ, Tự Hào Việt Nam. Yeah! Cảm nhận rồi. Rồi. Trời ơi, ấm lòng quá. Một gói đó mì quay da thịt bằm này là có túi thịt thật nha. Wow. Nhìn thấy ngôi sao trong cuộc sống này. Cái mắt này ngon đó chị. Chúng ta sẽ hút một cái rột. Mì nó dai hơn cái sợi mì bình thường. Ngon. Ngon quá. Cháo nha, cháo mà có giá nữa. Nói chung là đầy đủ cho dinh dưỡng. Đầy đủ dinh dưỡng, nhanh gọn lẹ. Chăm sóc em dai. Chăm sóc lẫn nhau. Rồi, cảm ơn chị. Chúc mọi người tất cả. Dài quá ha. Xà nãy giờ mà nó trộn lên nãy giờ mà không có bị đúng không? Mà quan trọng là cái gia vị của nó không có quá mặn. Từ đó lan tỏa niềm tự hào đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế. Mời quý vị chào. Hà Nội xin chào. The name number one. Hãy cho đây gặp đó, tự hào Việt Nam. Khởi đầu từ niềm tự hào dân tộc, chương trình đã đến khắp các tỉnh thành ba miền và kể những câu chuyện thú vị, sâu sắc, đậm văn hóa địa phương, từ đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của ekip và dàn cast, Hành Trình Rực Rỡ đã được khán giả yêu thương và đón nhận tích cực. Sức lan tỏa của chương trình được thể hiện qua những dấu ấn và thành tích xuất sắc. Top 1 rating của Đài Truyền hình Việt Nam.
Top 1 trending YouTube. Top trending YouTube nhiều tập. Chương trình truyền hình thực tế nằm trong top 1 các chương trình có thành tích khủng. 100% số tập đạt trên 100.000 CC. Trong đó tập 8 cao nhất đạt gần 200.000 CC. Với 2,2 tỷ lượt xem toàn cầu chỉ trong 20 tuần trên Vion, YouTube, Facebook và TikTok. Hơn 1.100 bài báo đưa tin về chương trình. Việt Nam của chúng ta thật sự là quá xinh đẹp và quá rực rỡ. Em cảm thấy rất là tự hào cũng như là may mắn khi mà có được cái cơ hội để chứng kiến những cái sự hào hùng này. Tụi em đã cố gắng hết sức để mà hoàn thành tốt cải lương, một cái nét đẹp của dân tộc mình, cái mà mình cần được bảo tồn và gìn giữ. Chinh phục những thử thách khó khăn nhất. Hành trình rực rỡ đã thật sự chinh phục trái tim hàng triệu khán giả trong nước và quốc tế. Truyền tải những thông điệp ý nghĩa và mang đến thành quả đáng trân trọng. Cảm ơn các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả một chương trình tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, để làm ra một chương trình như thế này thì cần rất nhiều người. Và chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình VTV3. Xin trân trọng cảm ơn công ty Đông Tây Promotion. Và xin dành lời cảm ơn đặc biệt cho nhãn hàng Vi Phong đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị thân mến, mùa 1 đã kết thúc tại đây ngày hôm nay. Anh em cũng rất là lưu luyến với nhau, và kể cả anh em ở đây cũng đang lưu luyến với nhau. Thì không biết có mùa 2 không? Điều đó sẽ chờ vào tương lai. Thưa quý vị, không có con sông nào chảy dành cho chính nó, cũng không có đóa hoa nào được nở để dành cho chính nó. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Xin hãy nhớ, đây là chương trình Hành trình rực rỡ, tự hào Việt Nam. Yeah! Cháu Vi Phong, cháu rất cực, ngày thật